Mùi tàu còn có tên gọi khác là mùi gai, ngò gai hoặc ngò tây, là loại rau thơm góp phần tạo nên nhiều món ăn hấp dẫn. Bên cạnh đó, loại rau thơm này còn có công dụng chữa một số bệnh hiệu quả. Tất cả các bộ phận của cây mùi tàu đều được tận dụng để làm rau thơm cũng như vị thuốc, có thể dùng tươi hoặc sấy khô. Mùi tàu có vị the cay, hơi đắng, thơm và tính ấm. Toàn cây có tinh dầu, chính vì lá có vị thơm nên được dùng trong nhiều món ăn. Các thành phần có trong mùi tàu như protein, glucid, cellulose, canxi, phốt pho, sắt, vitamin B1 và vitamin C. Theo đông y, mùi tàu có tác dụng kiện tỳ, sơ phong thanh nhiệt, hành khí tiêu thũng, chỉ thống, thông khí, giải nhiệt, giải độc, kích thích tiêu hóa, khử mùi hôi. Mùi tàu có công dụng chữa một số chứng bệnh như cảm cúm, ho có đờm, hôi miệng, lở loét miệng, kiết lỵ, đái dầm, trị mụn nhọt, viêm kết mạc, tăng cholesterol máu. Bài thuốc trị cảm cúm. Cảm cúm rất dễ xảy ra với những người có hệ thống miễn dịch kém, người cao tuổi, mỗi khi thời tiết thay đổi. Mùi tàu có tính ấm, do đó có thể dùng mùi tàu phối ngũ với một số vị thuốc nam để chữa cảm cúm với các triệu chứng như sốt, ho có đờm, hắt hơi sổ mũi, đau đầu, đau mình mẩy. Nguyên liệu chuẩn bị: mùi tàu 30g, sinh khương 10g, ngải cứu 20g, mần trầu 15g, cúc tần 15g, cam thảo nam 15g. Các vị thuốc thái đoạn, sinh khương đập dập, cho 500ml nước, sắc lấy 100ml, chia làm 2 lần uống, sáng, chiều, lúc còn ấm. Khi bệnh nhân bị ho có đờm do nhiều nguyên nhân khác nhau, đờm thường ứ đọng, bám dính trong đường hô hấp, gây khó thở và khó chịu cho người bệnh. Theo đông y, mùi tàu có công dụng làm long đờm, tống phần đờm bám dính trong cổ họng ra. Cách làm: bài thứ nhất, dùng lá mùi tàu tươi 40g, thái nhỏ, cho 300ml nước đun sôi, chia làm 2 lần, uống lúc nước còn ấm. Bài số 2, dùng lá mùi tàu tươi 20g thái nhỏ, cho 100g gạo nếp, nước vừa đủ nấu cháo, ngày nấu ăn 2 lần. Bài số 3, dùng lá mùi tàu tươi 20g thái nhỏ, cho 100g thịt bò tươi xào ăn nóng, ngày ăn 2 lần.